P-Network Open Mainnet vào thời gian nào? Đó vẫn là một cái ẩn số. Nhìn lại cái quãng thời gian mà Pi ra đời từ năm 2019 đến nay cũng đã gần 6 năm, vẫn còn những Pioneer rất tin và kiên trì với Pi, nhưng cũng đã có rất nhiều Pioneer đã nản lòng. Có nhiều Pioneer có Pi về ví nhưng lại để mất Pi, mất cụm mật khẩu ví Pi. Cũng có nhiều Pioneer kiếm được vài trăm triệu, thậm chí có người đến cả tỷ đồng do biết nắm cơ hội và dùng các cái cách thức trao đổi mua bán khác nhau. Ở đây thì mình không tiện nói cách thức nào đó kiếm được tiền thật từ Pi. Hiện tại dấu mốc mà Pioneer đang mong chờ nhất là cuối năm 2024, hoặc là có thể thậm chí kéo dài đến tháng 3 của năm 2025. Đó, chúng ta chỉ còn vài tháng nữa thôi. Liệu lần này Pico Team có cho Open Mainnet hay không? Không Mainnet Open chính thức thì có lẽ phải sang đến năm 2025. Đa phần Pioneer có thể lúc đó sẽ rất là chán nản và sẽ quay đầu từ bỏ dự án. Thế do đó hy vọng là Pioneer biết được những cái tâm lý này của các anh em đào Pi và sẽ chốt hạ cái việc Open Mainnet vào cuối năm 2024, cụ thể có thể là tháng 12. Đó là do những cái ý kiến chủ quan, do theo mình kênh Invest TV chúng mình dự đoán. Còn các bạn, thời điểm nào theo các bạn sẽ là thời điểm mà Pico Team sẽ chính thức ấn nút cho dự án nên Open Mainnet? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận để chúng mình cùng trao đổi nhé.